Hello cả nhà, hôm nay chị sẽ tìm ra là cái con chiến thần công lý mà phiên bản hoàng kim nó có thắng được cái con chiến thần hộ pháp cao cấp không nha. Ở đây là chị có hai cái phiên bản, có một cái phiên bản là chiến thần công lý khổng lồ nè, hôm bữa mà mình không có gắn được, thực ra hôm bữa là chị gắn bị sai cho nên là nó không có gắn được. Đây là cái con nó nhỏ hơn này, đây là phiên bản chuẩn của nó nè, còn cái này là phiên bản khổng lồ này, đó nó bự hơn nè. Hôm bữa gắn không được bởi vì chị gắn sai, nó không có đúng chốt. Cái này nó có một cái chốt chỗ này nè, mình gắn đúng cho nó thì nó mới vô, mà hôm bữa là không có biết cho nên là gắn hoài nó không vô. Đây nè, đó nó đúng cái khớp đây nè là nó vô này. Chị gắn thử nè, đó nó vô rồi nè, rất là đơn giản luôn. Hôm nay là chị có rất là nhiều chân đế luôn nè. Đấy, 2, 4, 6, 8, 10, 11 11 loại chân đế luôn. Nhưng mà chị sẽ cho nó đấu dài cái chân đế thôi ha. Cái chân đế này là của những cái con mà cao cấp, của dòng cao cấp, giống như chân đế này. Đây, nó áp dụng cho cái chân đế này. Đây là có 3 loại nè, 3 loại chân đế này nè, là nó áp dụng cho cái chân đế này. Cái này màu trắng không? Cái này màu vàng luôn nè. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không có dùng chân đế này, mình sẽ dùng những cái chân đế này nè. Đấy, mình coi thử, mình sẽ ráp vô hai cái loại con quay này, coi thử nó có thắng được cái con hộ pháp không nha. Trời ơi, con này nó bự quá chứ. Nhưng mà nếu mà gắn cái đế này chị thấy nó lùn á, nó lùn thì nó sợ không thắng được nổi quá. Trời ơi, cái bản mặt của nó bự quá. Ôi, nó bự quá trời luôn à. Rồi thử cho nó đấu đây. Rồi xíu nữa trên bàn đấu chị sẽ thay đế trên bàn đấu luôn nha. Chơi chưa? Đế này đã nhọn quắc luôn nè, này rất là bền bỉ. Rồi chưa?
Đưa chưa? Đế tiếp hù đế thứ ba thôi tiếp đi cho rồi cho bóng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chữ công, cái chữ công. Đổi đế, tiếp tục đổi đế. 3, 2, 1. Được
Cho vô. Tiếp tục đồ đế. Cái đế này là đế nhảy nè. Chưa. Có biết gây mà nhảy dữ quá à, thua thôi. Giang luôn miếng vàng luôn. Miếng của con nào? Của con Công Lý thì phải. Đúng rồi, của mẹ này là giang. Còn hai con nó bị chảy hết trơn rồi. Không có giờ. Gãy không phải chóc nữa, nó bị gãy rồi. Ôi trời ơi. Đây nó gãy cái mái miếng chỗ này. Trời ơi, đánh gì mà hộ pháp đánh ghê quá. Gãy mất tiêu rồi. Hù hù. Lần sau mình sẽ test cái con Công Lý mà cái dòng thiệt là bự luôn nha. Hôm nay thì video dài quá rồi, cho nên bye bye. Hãy nhớ cho chị một like, đồng thời share và đăng ký kênh nha. Bye 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 bye.